tại các tỉnh miền Trung, các vườn xoài đã xong thu hoạch, kết thúc một niên vụ. Nhà vườn sẽ cần phải tiến hành các khâu xử lý, chăm bón ra sao để cây xoài phục hồi nhanh và chuẩn bị cho mùa vụ kế tiếp. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.